Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Quỳnh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Mai đẹp nha quý vị. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh Tuấn. Xin chào quý cô chú và anh chị mai vàng trên cả nước. Hôm nay em có về một cái lô phôi mai muốn giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Địa chỉ em ở là Xuân Đông, chợ gạo Tiền Giang. Và số điện thoại của em là 0945 187 361 và cũng là số Zalo. Bên em là bao sống và bao ship toàn quốc. Không để quý cô chú và anh chị chờ lâu, em bước vô cây số 1 luôn ạ. Đây, mã số 1, chiều cao nó trước ha. Dạ, chiều cao tới mặt bầu là 1m22. Rồi, 1m22. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 24. Rồi, xe xe luôn nha. À, quý vị ngắm nghía kỹ thân với cành nó nha quý vị. À, thân lắc ha. Tay cành xè đều luôn ha. Dọc theo đường thân luôn. Rồi, để luôn ở đây quý vị. Để đặt đó ha, bốn mặt có đủ nè. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, mã số 1 em giao lưu với giá là 2 triệu. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Xuống vô cầm luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 2 luôn nha quý vị. Rồi, mã số 2. Rồi, chiều cao nó luôn ha. Rồi, chiều cao. Dạ, mã số 2, chiều cao là 1m19. Rồi, đo cái hoành em nó luôn ha. Hoành em đo dưới đây trước. Cái đo đo là cái cũ á. Dạ, em đo đây trước là 33. Rồi, có cái cũ đặt 33. Rồi, lát nữa mình đo cái hoành sau đi ha quý vị. Đó, quý vị ngắm nghía kỹ. Đắt nè, tay cành đây. Em này trên lưng nó có cái vết sẹo trên đây nha quý vị. Cho nó đen đen đó, đó ha. Rồi, em cho anh cái vị trí hoành ngay chỗ nào mình đo cái cũ đặt ha. Hoành đo vị trí thân này qua đi. Còn nhiều. Dạ là 27. Rồi, ngắn đó 27 ha. Rồi, xây xây tiếp luôn. Rồi, quý vị ngắm nghe kỹ đế luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 2 em xin giao lưu với giá là 2 triệu. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 3. Rồi, mã số 3 đây quý vị. Rồi, chiều cao em nói ha. Chiều cao là 76cm. Rồi, 76. Này mà chắc mình đo cái hoành, hoành đo cái cũ luôn ha. Hoành đó là 20 mấy em? 26. 26, cái cũ tròn tròn như. Cũ là 43. Rồi, xây xây luôn ha. Thì tay cành. Cái cũ luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 3 em xin giao lưu với giá là 2 triệu 2. Rồi, 2 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 3. Số 3 này chắc. Số 4. Số 4 không? Số 4. Rồi, số 4. Hai người lên mới nổi. Lên. Đó, này bự nha quý vị. Rồi, cao là chiều cao luôn. Cái này chắc tầm 1,5m á. Rồi, tầm đó thì mình ước lượng lên em. Rồi, tán ngang em này chắc khoảng 1m đi nha quý vị. Hoành là 29. Rồi, 29 hoành. Để quý vị dán, để quý vị ngắm nghía kỹ ha. À. Rộng lắc như này đi, kỹ như cái gì. Đợi cái củ đế đây. Em cho cái nồi đặt này nó khoảng như đây. Nồi đặt kẹo luôn. Dạ 63. Rồi cái nồi đặt kẹo 63. Rồi xây xây luôn. Đạo diễn ngắm nghĩa kỹ đường thân tay cành một lần nữa ha. Tay cành đều tứ diện xè ngang đẹp ha.
Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 4 em xin giao lưu với giá là 6 triệu. Rồi, 6 triệu. Bao ship toàn quốc luôn rồi nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 5. Nằm lên hai người. Rồi, một người luôn. Quá mạnh luôn. Mấy anh em làm mai ai tay chân cũng mạnh hết trơn ha. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao là tầm khoảng 1m, gần 1m4 anh. Rồi, 1m4 đi ha. Rồi, xe xe đi quý vị, nghĩa kỹ thân cành luôn quý vị. À, tay cành này cũng đặt hết trơn đây ha. Này, nó dày chứ nó bung ra, cái là kính tàn liền ha. Kính mít luôn. Rồi, em cho anh cái hoành em nói luôn ha. Vành đoàn em đó là 28. 28. Rồi xây xây cái nội đế luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 5 em xin giao lưu với giá là 2 triệu 9. Rồi, 2 triệu 9. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 6. Số 6 ở đây nè anh. Số 6 đồng đây nè. Số 6 một em whip luôn quý vị. Quý vị chờ đợi nha. Một em whip một whip luôn. Đây, mã số 6 đây ha. Rồi lẫm luôn á. À, đẹp quá. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 1m14. Rồi, 1m14. Rồi, mình đo cái hoành luôn. Dạ, hoành 29. Rồi, 29 hoành. Vậy ngắm nghía kỹ ha. Tay cành mình kéo từ đỉnh mình rà xuống đây. Đó. Nghía kỹ nha quý vị. Xương ngang ha. Tay cành lực không gì. Biệt là cái tay cành nhất, tay cành nhì nè. Đây, đó, rất lực ha. Co lắc nhặt nè. Em cho anh cái đậu sổ với cái nồi đế luôn nè. Dạ, độ sổ là 22. Nồi. Nồi là 68. Rồi, quý vị ngắm nghĩa kỹ nha. Cái này mình giao lưu như thế em? Dạ, mã số 6 em xin giao lưu với giá là 7 triệu rưỡi. Rồi, 7 triệu rưỡi ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Rồi, mã số 7 rồi quý vị. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao 1m3. Rồi, 1m3. Rồi, tay cành xương ngang mà đều luôn ha. Rồi, cái hoành luôn. Báo từ xa luôn. Dạ, hoành 26. Rồi, 26 hoành. À, thân lắc ha. Rồi, đoạn tay cành của gì ngắm nghía đoạn tay cành. À, rất là đều ha. Phân bố cũng tứ diện. Rồi, gọng lắc nó đây ha. Để luôn rồi quý vị. Rồi, xe tiếp luôn. Nồi đế này cũng đặt ha quý vị, phân bố đều luôn. Em cho hết cái nồi đế luôn này khoảng nhiêu đây em? Này nồi đế này chắc cái bầu quá. Chắc cái bầu luôn á ha. Nồi đế ngay ngắn này là 91. 91 ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 2 triệu. Rồi, 2 triệu rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 8. Rồi, mã số 8, chiều cao. Chiều cao là 1m03. Rồi, 1m03. Cái hoành luôn. Dạ, hoành 26. Rồi, xe xe luôn em. Tay cành đặt kẹo luôn ha. Cái này mà chừng nữa nó phúng ra cái là kính mình liền. Giờ nó cũng đang đâm chồi ha. Hết rồi nhưng quý vị. Đâm xanh hai cây rất mạnh ha.
Cái này có cái nồi đặt cho cái củ đặt thứ nhiêu em. Cái củ đặt cũng bự. Rồi đó ngay ngắn đó ha. Dạ 68. Rồi 68. Rồi xoay xoay luôn. Củ đặt kẹo luôn. Rồi giá luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 8 em giá luôn với giá là 2.1.000. 2.1.000 quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 9. Rồi mã số 9. Rồi chiều cao. Chiều cao là 1m30. Rồi 1m30. Rồi vô cái hoành luôn. Dạ hoành là 25. Rồi 25 hoành. Rồi tay cành ha. Cành cũng đều từ trên xuống, thân thì lắc 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 nhẹ 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 xuống đây thì bán lên cái co cũng ngặt luôn ha. Đó, để luôn. Đó, để sổ đều bầu cộng bự 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 ha. Đó, đẹp ha. Rồi vô luôn nha đây em. Dạ mã số 9 em xin vô luôn với giá là 2 triệu. Rồi 2 triệu rồi quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 10. Số 10. Rồi chiều cao. Chiều cao là 1m26. Rồi 1m26. Cái hoành. Hoành em đo với đo ngang cái mình đi ha. Dạ, ở dưới đây là 31. Rồi. Đo ngang ở trên. 27. 57. Đo hai vị trí cho quý vị mượn tưởng cái nó to cả nào ha. Rồi thay cành quý vị. Thay cành cũng đều ha. Cũng đặt hết trơn này ha. Đó, cái củ đế quý vị. Rồi, vô luôn như đây em. Dạ, mã số 10 em xin vô luôn với giá là 2.2 triệu. Rồi, 2.2 triệu rồi quý vị ơi. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, dướng, 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 dướng. Đã nặng, dướng. Wow. Thấy trên cái cây mà con mình thấy tội nghiệp luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 11 ha. Dạ, mã số 11. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 72. Rồi, 72. Thấy cành múa dữ ha. Dạ, hành là 27. Này nó có cái độ sổ với cái nồi em cho sẵn sổ với nồi luôn nè bịch. Này sổ nhẹ. Ủa sổ số là 18. Rồi, cái nồi nó nồi rơm. Nồi là 57. Rồi, xe xe luôn. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ đường thân tay cành nha quý vị. Em này nè, đường thân đoạn này nó múa quá, xa múa luôn nè. Múa nhìn mới không ra cái độc chủ nằm đâu luôn. Nói chung là độc chủ nó đây nha quý vị. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ ha. Rồi, sát đế luôn nha quý vị. Đế cộng này nó bự bự ha, nôm kính cái bầu luôn ha. Rồi, vô luôn như đêm. Dạ, mã 11 em vô luôn với giá là 4.8 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 12. Rồi, mã số 12. Chiều cao luôn. Là 62. Rồi. Này đo, chắc đo thành cái trên đó đi ha. Dạ hoành là 27. Rồi 27 hoành. Diện ngắm nghĩa kỹ thân cành ha. Con nhánh bay nhánh phóng rồi đây ha. Thân lắc ở đây nó có nguyên cái vòng tròn ở đây luôn. Nó này cũng xù cám xù cốc vậy nè. Cái vòng tròn do. Rồi để luôn nha quý vị. Để nôm dài dài luôn ha. Rồi vô luôn nhiêu đem. Dạ mã 12 em xin vô luôn với giá là 2 triệu. Rồi 2 triệu bao ship toàn quốc nha quý vị. Tất cả các cây là bao ship hết rồi nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 13. Rồi mã số 13.
Rồi, chiều cao luôn ha. Dạ, chiều cao là 96. Rồi, 96. Vô cái hoành luôn. Dạ, hoành là 28. Rồi, 28 hoành. Rồi, tay cành đặt kẹo luôn. Diện nó nghĩa kỹ tay cành ha. Cành không đặt hết trơn. Rồi, đế luôn cái gì. Dọn lắc cái đế luôn ha. Rồi, cho luôn như đây em. Dạ, mã 13 em xin vô luôn với giá là 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Số 14. Rồi, mã số 14 đây quý vị. Dạ, chiều cao là 95. Rồi, 95 cao. Thấy hoành luôn. Dạ, hoành là 29. Rồi, xoay xoay luôn em. 29 hoành nha quý vị. Thân này cũng lắc dữ ha. Cho cái độ sổ với cái nồi luôn em. Cái này nồi nó cũng bự đi ha. Dạ, độ sổ là 22. Rồi, cái nồi luôn. Nồi là 80. Nồi gì? Nồi 80 luôn ha. Rồi, xây xây luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, mã 14 em xin giao luôn với giá là 3 triệu. Rồi, 3 triệu rồi gì? Rồi, xuống cây. Giá cũng yêu thương, dễ chơi ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn, nặng. Quá. Mã số 15. Mấy cái củ đế đặt kẹo luôn. Mã số cuối clip luôn, mã số 15 nhân quý vị. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là khoảng 1m28. Rồi, 1m28. Rồi, vô cái hoành luôn ha. Dạ, hoành là 30. Rồi, 30 hoành. Thân cành này mình mấy nó dừng lại cái hoành. Này, đây quý vị. Xù ha. Chạy sâu của trần. Nó bể sợ chảy hết rồi, không có gì. Nách, mấy cái nách dày dày ở đây cũng có trần, không nhẹ nhẹ hết trần ha. Này có cái bị đặc. Rồi, xây tiếp tiếp luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Dạ, mã 15 em xin vô luôn với giá là 4 triệu. Rồi, 4 triệu. Rồi, cuối clip và lời gì không Quỳnh? Dạ, em xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi hết cái video à. Rất mong được quý cô chú và anh chị gần xa ủng hộ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.